đi ra, đừng có mà nhìn của tớ. Con này á, của tớ á, vẽ đố các cậu biết là con gì luôn, vẽ đẹp cực luôn đây. Wow. Đi ra em cam, đi ra em, về bé của em đi, đừng nhìn của anh. Cái bây này bây giờ tô cái gì nhỉ? Tô màu đậm đậm này nữa này nào. Xem con cá này á, đố em cam biết nó là con gì luôn. Em biết thừa, em tô sáu mù. Con này của chị cũng tô màu cam luôn. Của chị á, tô mới đẹp. Ui giời, em cam chưa gì đã tô ngoạch ra rồi. Phải tô thật khéo vậy chứ. Đây này, khi nào gần đến chỗ các cái đoạn viền ý, em phải đưa tay nhẹ nhàng thôi. Mà không được nói chuyện những lúc như thế, không thì rất dễ bị ngoạch ra ngoài đấy. Của tớ xong rồi đây. Đâu, em cam đâu? Wow, em cam cũng tô đẹp ghê. Con gì đây? Em lừa ăn bia đây. Con này trông chả giống con cá gì cả. Hai cậu vẽ xấu thật đấy. Nhìn trông chả ra con gì cả. Thế của cậu đâu? Đây này, tên 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 tên. Đấy, nhìn phát nè, biết ngay con gì đúng không các cậu ơi? Bây giờ cho em cam bốc trước. Em cam bốc được con gì thì phải đi tìm con đấy nha. Cam bốc đi. Đừng có nhìn. Rồi, đến lượt tớ. Tớ sẽ bốc tớ này. Ôi, cái con cá mà bạn Trang vẽ. Nhưng mà con cá này vẽ xấu thế, chả biết là cá gì. No, không phải con rắn đâu. Bây giờ em phải đi tìm xem là cái con nào giống như con anh vẽ. Thế còn cái con của tớ, chả cần đoán cũng biết là con của em cam vừa vẽ rồi. Bây giờ chúng mình hãy đi tìm thôi. Lại đây là các cậu ơi, tớ mua vẽ rồi, đi theo tớ nào. Em cam ơi, đi thôi nào. Tên. Đây, vào đây bọn mình sẽ qua cổng sân vẽ này nha. Đi qua nào cam ơi, đi lên. Em cam. Xem nào, con cá này có giống với con cá nào ở đây không nào? Con này màu cam. Mấy cái con này cũng màu vàng vàng cam cam này. Mấy con cá này hình như đang nhìn bức tranh đấy. Đây này. Bạn này ơi, bạn có biết cái bạn cá này ở chỗ nào không? Bạn này không phải rồi, không có cái sọc. Thế còn bạn này thì sao nhỉ? Bạn này có sọc, nhưng mà lại là màu trắng cơ. Mới cả mấy cái sọc này bé quá. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy bạn cá này bao giờ chưa? Đã tớ với. Làm sao mà nhìn thấy được? Mấy cái bạn này bảo chưa nhìn thấy cái bạn cá này bao giờ. Để mình thử vào bên trong kia xem tiếp như sao. Xem nào. Ui ôi, ở đây toàn cá to thôi. Không phải rồi. Ô, các bạn ở đây còn đang đói hay sao ấy? Há mồm ra này. Ui, bạn này há mồm to chưa? Ai, bạn tay tớ không phải là thức ăn đâu. Ai bảo cậu cho tay vào mồm bạn cá như thế? Các bạn ơi, cho tay vào mồm cá như bạn nhím nhá. Đây này, các bạn ấy vẫn còn đang nhìn theo tớ đây này. Ô, bạn này bạn đang đói gì này? Hồng Mỹ đem cam ạ. Đi đây, trông giống
Em Cam ơi, mà đây là một con cá sấu đấy. Em Cam không nhìn thấy nó kia kìa. Cái mồm của nó đang há ra kia kìa, đang chờ để săn con mồi đấy. Đúng rồi, cái con mà em Cam vẽ, cái mỏ nó như một cái con vịt ấy. Chứ đâu phải là cái con nó ngâm mình xuống dưới nước như thế này đâu nhỉ. Con này là con gì ấy nhỉ? Tìm mãi mà chả thấy giống. Hình như cái con cá này giống cá của anh rồi. Cam ơi, cho anh mượn tờ giấy xem nào. À, đây là giấy của em Cam tìm mà. Cái con này không phải con của em Cam rồi. Anh còn nhìn thấy ở đây có cái con gì này. Con này trông có giống em Cam Cam chưa? Sao lại giống em Cam Cam? Bởi vì nó cũng màu cam cam. Đây là màu vàng mà. Không phải, cái con này cái vây trên lưng nó nhọn như thế kia cơ mà, nhìn trông như những chiếc răng ấy. Còn cái vây này thì lại là vây khác. Mà con này em Cam biết là con gì không? Một con rồng Nam Mỹ rùa voi này các cậu ơi. Em Cam đã bao giờ nhìn thấy con rùa voi không? Đây là chuồng của nó đấy. Đây là chuồng của con rùa á? Đúng rồi. Wow, con gì mà người lại dài như thế này nhỉ? Lại còn có màu vàng nữa. Nó em to Cam hơn em Cam nhiều. Con này mà quấn vào người em Cam thì có mà. Đây là con cá sấu. Đây đâu phải là con cá sấu. Các bạn nhà mình có biết đây là con gì không nhỉ? À, con rắn. Con rắn á. Sai sai rồi. Đây là một con chăn đấy. Cam ơi, Cam ngồi gọn vào. Không, con chăn nó lôi Cam vào chuồng đấy. Cậu nhầm hết rồi. Đây mới là con rùa này. Một con rùa này, hai con rùa này, ba con rùa. Ơ bạn rùa này đang ngủ. Chị tớ gọi to quá. Thế là dậy rồi này. Cam ơi. Ui, ở dưới luôn này. Còn nhiều rùa nữa chưa? Bạn này đang thò cái đầu lên này. Ui, bà đây, sao quá, bị thua chỗ rồi. Để tớ thử xem, có phải cái con của tớ không ạ? Ồ, không phải rồi, con của tớ. Con cậu là con cá mà. Đó là một loại cá cơ. Đây là gia đình nhà rùa đấy các cậu ạ. À. Đấy, Cam đếm xem có mấy bạn rùa nào. Không được sờ vào cái bạn rùa đâu, bạn rùa mổ vào tay sao đấy. Bạn rùa cắn hơi bị đau luôn, mà khi bạn rùa cắn vào là không thể dứt tay ra được đấy. Đúng rồi. Cho nên là chúng mình không được sờ vào người các bạn rùa này đâu nhé. Tớ tìm được con của tớ rồi. Các con cậu, của cậu là con chưa gì? Chưa ai tìm được cái con trong hình vẽ của các cậu đâu. Con này này, tớ biết nó là con gì rồi. Đây này, ra đây tớ cho các cậu xem. Ấy, con gì có cái mỏ nhọn mà còn có hai cái cánh đang bơi đây này. À, đây này, đây là một con chim cánh cụt. Hóa ra là em Cam vẽ con chim cánh cụt. Thế mà, chị lại cứ tưởng là cái con cá gì. Con chim cánh cụt này, tớ đố các cậu biết nó sống ở đâu. Chim này nó sống ở những cái vùng lạnh ơi là lạnh, như toàn băng với tuyết thôi. Ấy, bạn chim đang bơi ra để chơi với em Cam kia kìa. Chim này vừa có thể đi ở trên mặt đất, xong lại vừa có thể lặn ở dưới nước, vừa có thể bơi được cơ. Chim này giỏi thật đấy. Thế là tớ là người chiến thắng rồi nhá. Tớ là người tìm được sớm nhất. Không thể như thế được. Bạn Trang lại là người chiến thắng à? Cái con này là con cá mà tìm mai mà trong đây thì không thấy con cá nào nó giống như này. Con cá màu vàng, màu cam. Đúng con này không nhỉ các bạn ơi? Nó cũng có hai cái khoang trắng này, khoang vàng này. Thế mà các cậu mãi mới tìm ra. Đây là một con cá hề. Tớ vẽ đẹp như thế mà mãi không mới tìm ra. Nhưng mà cậu vẽ cũng chả giống gì cả. Cái con cá này nó bé tị tí như này, cậu lại vẽ ra cái con cá này to thế này. Thế nên tớ mới cứ đi tìm mấy cái con cá to, chứ không để ý mấy cái con cá nhỏ nhỏ như thế này. Thì ra nó lại là bé tị tí ở đây. Con của em là con gì mà em chưa tìm thấy? Thế bây giờ em Cam đã chịu thua chưa? Anh Vẽ đảm bảo là em không tìm thấy mà này. Tớ nhìn trông cứ như con chảnh với con lươn ấy. Không phải đâu, con này của tớ nó to như thế này cơ. Thế mà hai cậu chả tìm ra. Đây tớ rất to. Tè 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 tè. Cái gì? Đây, có phải con đấy không? Đúng rồi, con này nhìn nó có một cái dòi dài như thế này cơ mà. Mà người nó lại uốn cong
à, mai không tìm ra đây này. Cũng đang há mồm nhá. Xong rồi là cũng có những cái quay quay ở trên lưng kia nhá. Xong rồi là cũng người dài dài nhá. Không nhìn thấy có giống không? Quá giống luôn đấy chứ. Đấy bạn cá này, ra xem hình như này. Quá ra là bạn nhìn vẽ một con cá trình bông. Vậy mà em Cam tìm mãi mới thấy. Thế là cuộc thi hôm nay tớ là người chiến thắng rồi nhá. Cam là người bị thua rồi.